Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của tác giả Đỗ Nga Chiêu lùa gà và con dấu mật Để bắt gà, người ta sẽ biết các cái đường thoát và chỉ để một lối duy nhất cho gà thoát thân Việc chuẩn bị xong xuôi thì tiến hành đuổi bắt, gà giáo giác tìm đường thoát Chẳng có đường nào ngoài một lỗ duy nhất, thế là gà chui vào và bị nhốt vào lòng, hết thoát Vụ án Mobifone mua AVG trước đây cũng là dạng lùa gà như vậy đó. Công ty AVG có giá trị chỉ 2.000 tỷ, nhưng Mobifone muốn mua nó với giá 9.000 tỷ từ tiền nhà nước để lấy 7.000 tỷ trên lệch rồi chia nhau. Muốn mua được AVG giá cao thì phải biết hết các con đường định giá thấp. Để AVG không thể rơi vào tay ai ngoài Mobifone, biết đường tham gia của công ty nước ngoài. Để lùa AVG vào tay Mobifone, Nguyễn Bắc Son, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin, đơn vị chủ quản của Mobifone đã bắt tay với Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an lúc đó, làm trò diễn kịch. Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Nguyễn Bắc Son cho Trương Minh Tuấn gửi đến Tô Lâm công văn số 200 trên BTTTVP để trình bày rằng có đơn vị nước ngoài muốn mua 75% cổ phần AVG. Đến ngày 8 tháng 12 năm 2014, Tô Lâm gửi đến Nguyễn Bắc Son công văn số 4352 trên Bộ Công an trên A81 để khuyên Nguyễn Bắc Son là đơn vị nước ngoài không thể sở hữu hơn 49% AVG và đưa ra ý kiến là không để AVG rơi vào tay nước ngoài để nhà nước không mất kiểm soát hạ tầng viễn thông. Mang đóng kịch này, mục đích là lùa AVG vào tay Mobifone cho nhóm lợi ích trục lợi. Và đến ngày 5 tháng 3 năm 2015, Trương Minh Tuấn thay mặt Nguyễn Bắc Son gửi công văn số 44 trên BTTT đến Tô Lâm báo là Mobifone đã thỏa thuận với AVG mua lại 95% cổ phần công ty này. Tất cả các công văn này đều đánh dấu mật Xong cái phần lùa AVG vào tay Mobifone, thì các bên liên quan tiến hành lùa AVG vào cái giá 9.000 tỷ một cách trông cho có vẻ hợp lý. Để làm việc này, các bên liên quan đã mời 5 công ty định giá để mà thi nhau múa gậy. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn hãng, hãng kiểm toán AASC. Thi định giá là uh, công ty kiểm toán AASC định giá AVG là 33.000 tỷ. 299,4 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, tức là VCBS thì định giá AVG là 24.548,1 tỷ đồng. Trong khi cái ngân hàng VCBS này không có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản một công ty khác đó là công ty trách nhiệm hữu hạn định giá Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hà Nội Value. Định giá AVG là 18.519,9 tỷ đồng. Công ty định giá, công ty thẩm định giá Amax, một công ty được lập ra bởi con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là bà Nguyễn Thanh Phượng. Công ty Amax đã định giá AVG là 16.565 tỷ đồng tất cả năm công ty trên đều đẩy giá của AVG lên cao để rồi bên mua giả vờ đàm phán với bên muốn bán muốn mua lại AVG với cái giá hơi là 9.000 tỷ đồng. Sau khi lùa con gà AVG vào tay, các bên tiến hành giao dịch thương vụ và đã ngắt 7 tỷ, nổ no, 7.000 tỷ đồng ra để mà chia chác. Hành động lùa gà này đó hiện nay đang được các nhóm lợi ích cấu kết với quan chức để lùa nhiều khổ chủ tiền mất tật mặt. Việc Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu đánh úp nhà đầu tư chính là hành động lùa gà. Để lùa được gà tức những nhà đầu tư vào chuồng, Trịnh Văn Quyết và các quan chức ngành chứng khoán đã phối hợp với nhau. Ở vụ án Mobifone mua AVG thì chính Phạm Nhật Vũ phối hợp với Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Tô Lâm, Lê Nam Trà để lùa tiền nhà nước vào tay bọn họ mà chia chác. Thì ở cái vụ án thao túng cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết là sự phối hợp giữa Trịnh Văn Quyết với Lê Hải Trà và Trần Văn Dũng. Đấy đều là liên minh gian thương tham quan. Vụ án Mobifone mua AVG sau đó được ông Nguyễn Phú Trọng mòi ra gần hết gồm nguyễn bắc son bộ trưởng bộ truyền thông thông tin trương minh tuấn thứ trưởng dưới thời nguyễn bắc son lê nam trà tổng giám đốc mobifone phạm nhật vũ tổng giám đốc avg võ văn mạnh giám đốc amax trong đó nguyễn thanh phượng lọt lưới vì nguyễn thanh phượng không đứng tên thành lập amax mà thay vào đó là hình nhân thế mạng võ văn mạnh tô lâm vẫn an toàn vì cái dấu mật ở trong tài liệu diễn kịch ấy không được phép mở trong vụ án này, ngoài hành động lùa gà của Liên minh gian thương và tham quan, thì điều đáng nói khác nữa đó là con dấu mật trong các thương vụ có sự tham gia của nhà nước. Trong vụ án Mobifone mua AVG thì con dấu mật chính là một cái dạng bông kè an toàn bảo vệ cho các quan chức. Tô Lâm đã trú ẩn trong bông kè đó rất an toàn Chính Nguyễn Phú Trọng đã không bật đèn xanh cho phía cơ quan điều tra mở dấu mật đó, mục đích là để bảo vệ Tô Lâm. Lúc đó ông Trọng cần Tô Lâm cho nhiều mục đích khác thiếu chân chính và không phụ công ơn. Sau đó Tô Lâm đã giúp ông Trọng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bắt cóc Vũ Nhôm và nhúng tay vào vụ công an thành phố Hà Nội bắn chết cụ kinh đấy. Còn nhiều vụ khác nữa. Nói chung, ông Trọng cũng đang dùng chữ mật để bảo vệ người phe của ông ta khỏi bàn tay luật pháp. Cái dấu mật của chế độ Cộng sản nó đã biến tướng, không phải nó được dùng để bảo vệ bí mật nhà nước mà là với mục đích như thế thưa quý vị. Hiện nay, tài liệu truy tố ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cũng đang vướng đến một số tài liệu có dính dấu mật. Không biết dấu mật này là đang bảo vệ ai? nếu nhân vật nấp sau cái dấu mật ấy là người phe ta thì Nguyễn Phú Trọng sẽ không cho mở. Còn nếu không thuộc á, thì chuyện mở dấu mật là không khó. Đấy, bản chất đốt lò của ông Trọng, thực chất bên trong nó có lắm vấn đề để soi, nó không có đẹp như báo chí Tùng hồ đâu. Vừa rồi là bài viết của tác giả Đỗ Nga. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.